chỉ trong vòng 15 phút thôi, để làm xong món chân gà xả tắc cho ai đó cần gấp mồi ngon để lên bia. Cùng mình vào bếp nhé. Mình lựa từng cái chân gà, ú nù thế này luôn á các bạn. Giờ thì mình đi làm móng chân cho nó thôi. Sau đó thì mình sẽ rửa sạch chân gà bằng muối hột nha. Trước khi mà mình đem chân gà đi luộc, mình thêm vào nước lá chanh và sả cây cắt khúc, thêm vào một ít muối và bột ngọt nữa nha. Bây giờ thì mình luộc chân gà khoảng 15 phút nhé. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ đi làm nước sốt. Cắt lát xả như thế này nha các bạn. Mình cũng thái lát củ hành tím như thế này. Cuối cùng là xắt lát vài trái tắc bỏ hột ra. Nếu các bạn muốn ăn cay thì xắt thêm ớt nữa. Bây giờ thì mình sẽ vắt một ít nước tắc nè. Cho nước tắc vào thau inox lớn. Sau đó cho đường, nước mắm và hạt nêm vào. Cuối cùng mình sẽ bỏ tương cà và tương ớt, làm sao nước sốt có vị chua chua, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt và thơm mùi tắc. Bây giờ thì mình sẽ bật lửa lên, khuấy đều hỗn hợp để quyện vào nhau. Hỗn hợp sôi lên thì mình sẽ cho tiếp ớt bột Hàn Quốc vào. Đây là gia vị mà mình chuẩn bị lúc nãy đó các bạn. Sả, hành, tắc và ớt đều được xắt lát hết. Giờ mình sẽ bỏ vào nước sốt đang sôi. Sau đó thì tắt bếp và để nước sốt nguội lại nhé. Trong khi đó thì chân gà cũng đã chín rồi. Đem chân gà ngâm vào thau nước đá một vài phút nhé. Sau đó mình sẽ chặt ra như thế này, để khi ướp sốt vào dễ thấm đều hơn. Nước sốt nguội thì mình bỏ chân gà vào trộn thật đều. Bây giờ thì sẵn sàng cho ra dĩa và lên bia rồi đó các bạn. Món ăn nhanh, đơn giản, dễ làm và rất hao bia nha các bạn. Bây giờ thì mời các bạn cùng uống bia và thưởng thức món chân gà xả tắc cùng với vợ chồng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của vợ chồng mình. Chúc các bạn một ngày thật vui và hạnh phúc nhé.